Rõ ràng là chị thích ông Cao Thắng hơn đúng không? Thích ông Cao Thắng hơn, nhưng mà Noo Phước Thịnh thì lại quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng mình thích ai hơn, mình vẫn thích ông Cao Thắng hơn. Và mình thì là một người xa ta khá là chịu đựng. Cho nên là kệ đi, không cần quan tâm nhiều, quan trọng là mình thích là được rồi. Mình thích xong sau đó mình bắt người ta quan tâm mình thì cũng vui hơn. Cho nên là chắc là mình vẫn thích ông Cao Thắng hơn. Không phải mê trai ông ta. Nhưng mà thật ra là Thắng quan tâm lắm nha. Thắng không có thể hiện ra bên ngoài thôi, nhưng mà Thắng rất là quan tâm về mặt thể chất, tinh thần cho Nhi. Ví dụ như là ảnh không có trực tiếp đi mua trái cây, không có trực tiếp mua đồ ăn này nọ kia cho Nhi nhiều. Nhưng mà anh sẽ gọi điện để cho những người xung quanh Nhi mua giùm cho Nhi. Đó là một cái kiểu chăm sóc quan tâm mà không phải ai cũng có đâu. Vậy đi.